Chị Cao. Sáng ăn thì ăn kẹo nhá. Đi ăn đi. Chiều rồi. Ra đây ăn. Ngon lắm. Mình được phí của giờ. Không ăn thì sao anh không mua thằng ăn nữa đâu. Ôm đi. Yeah. Ngăn đây. Xin nha. Không chẳng nữa đâu.
Còn cho bước đi thế à? Ăn không đây. Với gì? Với gì ăn đi? Là đây hàng sau mọi nhìn nó bắt đấy. Ra đây em đi. Ra. Nè, ra đây. Nè, chờ. Ăn đi. Ăn ghế hả? Nghịch gì đấy? Chưa. Chán. Ngủ không? Nặng ngủ.